À, vâng, xin chào các bạn. Thì ở đây là mình sẽ đưa ra là giải pháp là thay pin của máy iPhone 6s Plus. Thì ở đây cái máy này đang coi như là đang bị về như là chai pin rồi. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là làm sao biết được chai pin. Chúng ta hãy vô là phần cài đặt nè, vô setting nè, battery nè. Ở đây là máy pin là coi như là nó cần coi như là dịch vụ service nè, cần thay thế này nè. Bây giờ pin maximum chỉ là 29% thôi, các bạn thấy không? Thì pin đây là chai quá chai rồi. Nếu như chúng ta để khoảng chừng là 70 đến 80% là chúng ta đã thay rồi ha. Thì đây là còn là chỉ còn lại là 29% thôi. Thì để mà thay được pin như thế này thì đầu tiên là chúng ta sẽ tắt máy đi, tắt máy đi ha. Đó rồi, ở đằng sau thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta cũng cần những công cụ dụng cụ nè, tô vít nè, lục giác. Thứ hai tôi biết về tứ giác. Thứ ba nó là về siêu siêu keo pin ha, keo siêu pin. Và thứ tư nó là cục pin pin iPhone 6s Plus đó, hình chữ táo đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm. Thì đây là đầu tiên chúng ta sẽ tháo này ra, tắt nguồn và tháo cái nắp đít ra. Thì đây là các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái ốc đằng sau đó, hai ốc sao ha, hai cái vít. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta dùng một cái vật mỏng để chúng ta tách ra. Đây, cho dùng vật mỏng như này, thấy không? Các bạn sẽ tách ra như này, thấy chưa? Đó, bên hông đây cũng vậy. Đây ha, đây là chúng ta sẽ dùng vật mỏng chúng ta tách ra, thấy chưa? Sau khi mà đã tách ra được rồi các bạn sẽ thấy là sao, chúng ta tách cao lên xíu nữa, đây tách cao lên xíu nữa ha. Đó, chúng ta cứ làm từ từ thôi. Thì đây các bạn để cho nó cao lên như này rồi, thấy chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ nhấc cái màn hình lên. À đây, màn hình chỉ còn là 20 7 pin là chỉ còn là 27%. Thì chúng ta cũng hiểu lý do tại sao ha, lý do là pin là đã bị phù nè, phồng lên này nè, thấy chưa, khá là coi như là độ lên màn hình khá là nhiều ha. Thì đây các bạn sẽ để tay như nè, tay nè, cái tư thế để tay nè, chúng ta để ba ngón ở ngoài, một ngón ở trong, và lúc đó các bạn sẽ giữ là cái ngón cái này, chúng ta giữ ở cái khung nè, thấy chưa, đó khung như thế này ở đây ha. Và lúc này là các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có ốc ở đây, chúng ta mở hai ốc rồi ra đây. Cái ốc đây là ốc chặn của cái gì các bạn, cái cục pin socket về pin đó. Các bạn muốn tháo được ra thì cái lúc đó các bạn phải lấy một cái vật chúng ta mở ra, chúng ta tháo ra. Chúng ta có thể dùng một cái nhíp hoặc là dùng một cái thanh này, được chưa? Đây là nhíp ha. Bây giờ chúng ta đã tháo ra được cái chân pin này nè, socket pin. Rồi, tiếp tục nữa, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta pin này là đang bị phù rồi. Và cái nữa là không có về keo siêu ở đây. Nếu như có keo siêu đây các bạn sẽ mở ra. Ví dụ keo siêu pin này nè, các bạn sẽ cầm và các bạn kéo dài 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 lên. Thì đây là lý do trường hợp máy này không có keo siêu. Và khi đó chúng ta sẽ nạy, nạy lên khéo, được chưa? Mà nhẹ thôi, chứ không để hồi dẫn đến là lủng, và dẫn đến là có thể là hiện tượng là gây nổ nha. Chúng ta lưu ý. Thì đây là pin này đang bị dính ở dưới đây, dán keo ở dưới bụng. Thì làm sao chúng ta tách ra được? Các bạn có thể dùng một cái thanh nạy mỏng như thế này nè, chúng ta lòng xí dưới và chúng ta kéo ra trên về pin ha. Để về màn hình mà chúng ta làm cho chuẩn á, thì các bạn nên đừng làm ảnh hưởng về màn hình á, các bạn nên tháo cái socket ra. Đây là mình làm hướng dẫn nha. Thì lúc đó là mình sẽ tháo ở trên socket ra để chúng ta thấy được cái cách làm cho dễ dàng hơn, được chưa? Đúng quy trình ha. Đây là có bốn ốc đó, và một con ốc đã rơi ra, rơi dưới này nè các bạn, đây rơi dưới pin nè, đây ốc rơi nè, thấy không, là năm con ốc. Cái này trong quá trình chúng ta sử dụng nhiều á, ốc có thể rơi ra. Thì lúc này chúng ta có thể tháo ra nè, các bạn có thể dùng nhíp nè,
Thấy chưa? Nạy lên khéo. Chú lưu ý ha. Nạy khéo này đúng thôi. Đó, ở đây nữa. Thấy chưa? Đây chúng ta tách ra màn hình ra ngoài, chúng ta để qua một bên. Đó. Đây là chúng ta để qua một bên ha. Ở đây là pin này đang bị dán keo ở dưới đây. Chứ này do lúc trước ai dán á. Thì giờ chúng ta sẽ nạy lên. Thấy chưa? Phải cẩn thận về cong vỏ. Thì có keo dưới đây mà, keo bụng dưới đây nè. Nhưng mà nạy cẩn thận nó nổ thôi. Đó, mình làm cho mình tách ra từ từ cho keo nhả ra. Thấy chưa? Đó, đây là mình sẽ nhả ra từ từ ha. Ở đây các bạn là sẽ đẩy ra đây nè. Thấy chưa? Keo chúng ta để lòng dưới đây. Làm từ từ thôi, đừng cho nó rách cái bao này. Dẫn đến trường hợp là có thể gây cháy nổ ha. Nguy hiểm lắm. Đây là keo pin cũ á, đang bị lỗi rồi. Mà lúc đó người ta dán nhiều quá. Nếu có keo siêu các bạn sẽ tháo ra rất là dễ. Như keo này thì chúng ta thấy là rất là cực. Thấy không? Keo siêu là cầm nhất ra là xong. Còn keo này là dán lên đây. Ồ đây. Đây là viên pin này chúng ta đã tháo ra. Tháo ra xong nha. Cái này là pin đã bị phù nè. Đó. Các bạn sẽ để qua một bên. Rồi. Tiếp tục ở đây dưới vỏ đây. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta thay thế thì các bạn sẽ thấy là sao. Chúng ta sẽ lọt cái băng keo. Keo lúc trước là khách là có thể ai làm có một cái keo hai mặt dính quá nhiều, tháo ra rất cực luôn. Đó, chúng ta tháo vệ sinh, chúng ta tháo ra hết toàn bộ keo ở đây ra ha. Chúng ta lưu ý. Đó, thì đây là keo cũng khá là nhiều. Thì đây là mình sẽ đưa ra là coi như là làm sạch ở đây đi. Các bạn thấy chưa? Hơi lâu ha. Rồi, ở đây là chúng ta sẽ lau sạch ở đây đi. Keo nhiều lắm các bạn. Cái này mình keo lau bằng cái nước dung dịch mà lau keo ha. Tại sao chúng ta phải làm sạch ở đây ra để chi? Pin nó không bị đọt lên và nó cánh lên nó dễ bị chày xước cục pin, bị ảnh hưởng đến cái pin. Đó. Thì cái đó là mình sẽ làm thật sạch ở đây đi ra. Đó, thấy chưa? Một bên này đó. Keo là người trước họ đưa ra nhiều quá. Đọt lên máy dữ lắm. Có thể là một trong những phần nếu như chúng ta làm không khéo là dễ hư pin, cánh pin và dẫn đến là phòng pin, pin nhanh hư. Đây. Thấy chưa? Quá trời keo. Đây là máy của iPhone 6S Plus. Rồi, sau khi chúng ta đã làm sạch sẽ ở đây. Các bạn pin mới nè. Đây ha. Đó. Bây giờ sẽ tách cục pin này ra. Và pin này chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ vô keo. Đây. Keo thì các bạn sẽ có về như là keo siêu. Keo siêu ha nằm dưới đây. Các bạn thấy không? Ở trên keo này thì hiện tại là chúng ta thấy là chúng ta vô keo siêu. Đây. Đó. Đây mình sẽ đặt ở đây nha. Ngay tại vị trí viền pin. Đây. Thì suy ra cái cổ cáp pin nó nằm phía bên này. Các bạn phải đặt ở bên đây nè. Đây ha. Đó, và lúc đó chúng ta sẽ dán nè. Rồi. Đây là dán dưới, phía dưới của pin. Và lúc đó các bạn sẽ tháo ra cái keo siêu ra. Đây là mình tháo keo siêu ra ha. Thấy chưa? Và đối với pin pin thì các bạn sẽ lưu ý. Chúng ta sẽ đặt vào vị trí gì đây? Trên đây trước. Các bạn nhấn vào socket trước ha. Lưu ý ha, và chúng ta đặt vào vị trí nào cho nó êm nhất. Vừa đủ pin pin. Các bạn làm chưa? Đó. Và cái tiếp tục nữa chúng ta tháo socket này ra. Ở đây các bạn sẽ có cái keo. Keo của siêu để sau này chúng ta dễ lột nè. Chúng ta dễ tháo trên pin pin này ra. Ở đây ha. Đây các bạn sẽ tháo ra luôn. Đây là cái thứ nhất.
Rồi bên đây nữa. Rồi. Rồi xong. Đây là pin mình đã sẽ đặt vào rồi. Xong cái pin các bạn đừng gắn vào vội nha. Lúc này trên màn hình các bạn sẽ có gì đây? Chúng ta kiểm tra là ốc có rớt hiện không. Chúng ta nên siết lại. Có thể xài thời gian nó sẽ bị lỏng. Đó, lỏng nè. Rơ một xíu. Đó, này lỏng nè. Lỏng một xíu rồi. Các bạn nên siết lại. Rồi, sau đó tiếp tục là chúng ta sẽ gắn cái gì đây, socket của màn hình vào. Màn hình thì các bạn đặt thẳng vậy nè, thấy không? Thì lúc này là trên tổ cáp là nó có bốn, có ba sợi cáp. Cáp về, thứ nhất là cáp về camera, rồi cáp về LCD, được chưa? Rồi cáp về màn hình đó. Và cái gọi là cái cáp cuối cùng đó, có thêm một cáp nó gọi là cáp về cảm ứng. Một bên là cáp về màn hình ha. Nó đặt xuống như nè, nó nhấn xuống đây rê đúng cái vị trí chứ không mới nhấn đó, đúng chưa? Đây nữa, ba sợi cáp nha, cáp về camera trước rồi mic camera, cáp thứ hai về màn hình, cáp thứ ba là có về cảm ứng. Đây là nắp siêu, chúng ta đặt ba ngón tay nè, kẹp vào đây ngón trỏ, chúng ta đặt đây. Các bạn thấy chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ giữ lại được cái vị trí vừa là cái màn hình lại và giữ được vị trí của gì đây, cái nắp siêu lại ha. Ốc cũng vậy, ốc dài nhất là nằm ở phía bên ngoài nè. Chúng ta lưu ý không được gắn lọt ốc, lọt ốc là dẫn đến là cái máy chúng ta có thể dẫn đến là lỗi luôn và hư luôn, được chưa? Các bạn sẽ lưu ý ha, được kỹ. Rồi đây, những ốc này nó sẽ ngắn và là nhỏ, chúng ta chỉ bạn sơ sơ thôi, vừa tới, không phải lụng xuống men, rất nhỏ mà rất đầy, thấy chưa? Rồi bên hông đây chữ đó, ốc này nó nằm ở dưới đây rớt ra này ha. Và đây là xíu con ốc, lát nữa mình bổ sung lên sau. Ở đây là chúng ta sẽ thấy con ốc nè, đây là mình vừa lấy trong hũ ốc mà các bạn thấy không đó. Thì lúc này ốc nhỏ này chúng ta sẽ đặt vào đây, được chưa? Đó, tháo màn hình ra. Rồi cái tiếp theo nữa các bạn sẽ có về socket của pin nè, gắn chặt lại, lưu ý ha. Thì lúc này là chúng ta sẽ có đặt cái nắp siêu lại, cái nắp khe này để nó giữ lại cái cáp màn hình hay cái cáp của pin không bị tuột ra ngoài. Đây có hai ốc, một ốc dài và ốc ngắn. Ốc ngắn thì chúng ta đặt bên đây, ốc dài chúng ta đặt ngay vị trí này đây nha, thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp lại, ráp lại ở đây đó. Sau khi mà chúng ta đặt sát vào đây, các bạn thấy chưa, chúng ta sẽ bật lên cái đây. Lúc này là chúng ta sẽ gắn ốc lại nè. Đây có hai cái ốc mà ở dưới nè, các bạn đây gọi là ốc lục giác ha. Đó, các bạn sẽ định vị lại ở đây nè. Yeah, đây là một con. Đây là thêm một con nữa. Đó. Thì lúc này là các bạn sẽ lưu ý là các bạn sẽ nhìn thấy là mình sẽ sạc vô thử nè, có lên được không. Thì đây đang là 44%, 2811 đúng không? Rồi đó, các bạn để coi sạc được hay không, chúng ta thử kiểm tra lại coi như là về mọi thứ, ví dụ như là về cảm ứng coi socket này có ổn hay không, được chưa? Đó, thì trên clip mà coi như là các bạn sẽ nhìn thấy là mình đã thay pin, coi như là đã hoàn tất, được chưa? Thôi clip ở đây là xin tạm dừng ở đây nha, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip, xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo.